Justin Bieber để ủng hộ chị Đàm Yến. Những cái cảm xúc và biểu cảm và cũng như cái tính dữ dằn trong cái lúc mà gây gỗ cãi nhau với lại các bạn thí sinh khác là hoàn toàn là bản tính thật của Mai. Vì mọi người thường thấy hình ảnh Mai rất là dịu dàng hoặc là đoan trang thì mị, thanh lịch, vì cái đó là đời thường. Nhưng khi mà đụng chuyện hoặc là khi mà đối mặt với những cái mâu thuẫn mà mình cảm thấy mình bị bắt ép quá và cảm thấy có sự tấn công quá thì mình sẽ gồng gai và bảo vệ mình. Như các bạn cũng xem tập 3 và cũng biết là khi bị lại thì Mai không hề khóc một giọt nước mắt nào hết. Vì mình cảm thấy rất là bàng hoàng và nó hơi bất ngờ. Mình không mong muốn kết quả như thế này, bị loại quá sớm. Và khi ban giám khảo có đưa ra nhận xét và quyết định là loại đại diện Việt Nam ở tập 3 là Mai thì mình cũng có ý kiến là mình không đồng tình với ban giám khảo, là họ nói mình không đủ tự tin, mình không đủ gọi là cố gắng giống như là mình đã làm ở tập 1 và tập 2. Thì mình không đồng tình như vậy, mình lúc nào cũng cố gắng hết và lúc nào cũng làm hết mình. Qua phần photoshoot, ngay cả việc cắt tóc thì Mai cũng đã hy sinh mái tóc của mình. Thì thật là không bằng, không công bằng. Mỗi người một ý, mà 10 người thì là 20 ý. Thì đôi lúc khán giả ủng hộ mình vì cái cách làm là không được nhút nhát, phải chiến đấu để mà bảo vệ bản thân, bảo vệ hình ảnh của đất nước, giống như là không phải giống như những các đại diện khác ở mùa trước thì là họ có gặp những chuyện bất bình hoặc là những chuyện mà không công bằng, bị bức ép thì họ lại rất là hiền và muốn giữ hình ảnh cho Việt Nam mình và không có kiểu phản kháng lại. Nhưng mà với bản tính thẳng thắn với lại nghĩ gì nói đó thì Mai không thể nào mà để họ bắt nạt mình hoài như thế được. Vẫn theo kế hoạch cũ của mình từ trước và sau khi tham gia cuộc thi thì Mai vẫn theo một kế hoạch thôi, đó là trở thành người đẹp đa năng, là Mai sẽ tham gia về người mẫu, diễn viên và cả từ showbiz. Xin chào khán giả của Bí Mật Showbiz. Dạo này hiền ấy nhỉ? Không thấy... Dạo này tại vì chị make up cho em xì tay mới. Đó hả? Đó là nắng, do là nắng tính tí xíu. Sao dạo này có hoạt động gì không? Dạ, đóng clip vậy thôi à. Đóng clip à? Dạ. Hình như đang đóng cái gì, cũng như cô nàng dạ, năng động. Mà dạo này không thấy phát ngôn như phát mọi khi nữa. Dạ, tùy hứng, tùy lúc. Tùy hứng. Đâu phải lúc nào mình cũng phát ngôn cá tính. Dạ, em vui. Ok, ok.
Hello.